Thưa quý vị, chiều nay ngày 2 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre họp đột xuất đánh giá công tác phòng chống dịch của tỉnh, diễn biến lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về địa phương tăng cao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp. Theo đánh giá, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát. Tỉnh cũng đã có những triển khai phương án ứng phó đối với việc thành phố Hồ Chí Minh mở cửa vào ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, trước tình hình người dân ồ ạt đổ về quê, việc kiểm soát dịch gặp khó. Cụ thể, tính từ 18 giờ ngày 30 tháng 9 đến 11 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021, Bến Tre đã tiếp nhận hơn 600 trường hợp người từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh tự phát về và chưa được đưa đi cách ly tập trung tại các khu tập trung của các huyện, thành phố. Có hơn 1.000 trường hợp là người dân tự phát về tỉnh Trà Vinh đi ngang địa bàn tỉnh, được lực lượng chức năng tổ chức đưa về Trà Vinh. Dự đoán số người tự phát về quê sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung hơn 1.200 trường hợp, khả năng tiếp tục nhận thực hiện cách ly khoảng 1.500 trường hợp. Số lượng này rải rác đều ở các địa phương. Với 1.500 giường cách ly còn lại, khả năng Bến Tre sẽ bị động trong những ngày tới nếu người dân tự phát đổ về quê tiếp tục tăng. Vì thế, chủ động phương án cho diễn biến này, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã cùng bàn bạc về năng lực cách ly của địa phương hiện có và các giải pháp để mở rộng thêm các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón rước người dân có nguyện vọng về quê, hạn chế thấp nhất sự tập trung đông người tại các chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào tỉnh, tổ chức cách ly tất cả các trường hợp tự phát về để đảm bảo việc quản lý, giám sát, phòng tránh việc lây lan dịch ra cộng đồng. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng đã đề xuất bàn bạc hướng giải quyết triệt để vấn đề này, yêu cầu người dân không nên về tự phát mà cần đăng ký với hội đồng hương để thuận tiện trong việc đón rước, giúp tỉnh chủ động các phương án, tránh được nguy cơ quá tải ở các khu cách ly tập trung, giữ vững kết quả phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian qua.